Hey, what's up everybody? It's good to see you guys back on my channel. Harry Potter is one of my favorite movies, and that's why I'm playing the Lego collection on Nintendo Switch today, to share you guys my memories when I was a child. Harry Potter and Philosopher's Stone is the first part I would like to show you guys today. If you still remember, this is the first year of Harry Potter at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. He will find out that he is a famous wizard and begin his education. Okay, now let's see Harry and Gary's first meeting. I really like this scene in the movie. Và hôm nay hãy cùng mình đến với phần 1 của tựa game được dựa theo chính cốt truyện của phần phim đầu tiên Harry Potter and the Philosopher's Stone, hay còn được biết với tên tiếng Việt là Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy đó các bạn. Các bạn còn nhớ chứ? Ok, cùng mình vào game nào. Let's go. Ok, this is Harry Potter. Ôi we can use some magic. Nice. Ooh. Phê vãi. Wow. Wow. Ngon. Ơ, sao lại lên trên này nhỉ? Ồ. Có vẻ như Harry Potter vẫn chưa dùng được phép thuật các bạn. Phối hợp với ai nhỉ? Quên sư cái tên nhân vật đấy đâu. Hí. Ngon. Rồi, mình sẽ nói về câu chuyện tí nhá. Có lẽ bộ phim Harry Potter quá nổi tiếng rồi. Nên các bạn cũng biết là chúng ta sẽ đang tìm đến ngôi trường pháp thuật đúng không? Trường đấy tên là gì thì mình cũng đang quên mất rồi. Chỉ nhớ mỗi ông hiệu trưởng. Nhớ mỗi cái tên ông hiệu trưởng ở đấy. Tên là Dumbledore. Hello. Okay. Yeah. What is this? Man. Are you kidding me? Wow. Đeo lên. Sử dụng cái phép thuật ngay cả trên những cái
người ở đây. Hey Harry Potter, can you come over here? Oh, ngon, thông minh phết nhở. Gì đó, có vẻ như chúng ta sẽ được thêm một nhân vật mới rồi. Nếu mình đoán không nhầm thì là thế. Wow. Trời ơi, chơi game này là mình lại nhớ đến cái cảm giác mình xem phim Harry Potter ngày xưa. Tuyệt vời. Mình chỉ có thể nói như thế thôi. When you carry possibly. À, chúng ta sẽ phải chế à? Chế thuốc độc hoặc gì đó. Rồi, một con nhện này và một bông hoa, có vẻ như là hoa cúc. Còn cái kem nữa. Ok. Công thức nó được vĩ đại. Thôi, đi chị tiếp thuốc sổ nào. Amazing magic. I can say that. Tiền sư. Chúng ta phải tìm sư muốn được phải. Ui số này khỏe. Có vẻ như đây là, nếu mình nhớ không nhầm thì đây cái là cái ngân hàng nơi bố mẹ của Harry Potter đã gửi tiền cho anh ấy. Tiền tiết kiệm ấy. This is a bank. Thích vãi. You can do everything with magic. Gì đây? Đấy. Turn on the light. Hí. Bật hết cái đèn xem nó có cái gì nào. Có lẽ đây này sẽ một trong những tựa game hiếm hoi mà mình có thể biết được câu chuyện trước khi chơi game. Oh man, only Corbin can open. Ok, chúng ta sẽ có một nhân vật nào là Corbin nhỉ? Buồn ạ. Ok, nói chuyện với thằng chó này nào. Hello. Come on. Each of us sell Harry Potter. Vãi chứ. Cái dòng game Lego này khá là hài hước khi biểu hiện. Thế tức là một khi nó biểu lộ một cái gì đó thì nó đều đi theo hướng là khá là hài hước. Nhưng mà cũng không làm thay đổi nguyên tắc câu chuyện. Đây là điều chắc chắn rồi. Ngon. Ok. Mình sẽ được qua Harry Potter nhá. Ở nhờ Harry. Hagrid. Ok, đấy là tên của cái ông này. Mãi mới nhớ ra. Chả có gì vậy. Thôi đi đi đi. Được qua cái thằng Goblin này nè. Thằng Goblin này tên là Grip Hook. Ace. Chúng ta làm sao để có thể mở được cái chìa khóa cái hòm này nhỉ? Harry không thể mở được. Thôi bỏ qua. Mở ngay đã.
Rồi, lái xe nào. Ui giời à. Rồi mình lách đi. Mỗi mình thằng này có thể tác động lên những cái trò này được. Ok, Hemi Harry. Hello. Gì à? À, nhớ nhớ rồi. Rồi con này tao. Giờ đến với cái gì nhỉ? Có thể gọi là cái két đi. Của bố mẹ Harry để lại cho Harry Potter. A toss. Cứ đi cưng. Đèn nè. Come on. Ok. Switch to Harry Potter. Ngon. À, bên này. À, cái gì kìa? Trời ơi, lúc nào chúng ta mới có thể cho Harry Potter sử dụng phép thuật ở đây. Nhầm hàng. Dễ mà có ai đó cùng chơi mình, cùng mình chơi cái tiền thì ngon nhỉ. Hai người có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Ok. Open it. Chưa đủ không? Giời. Oh. Mane. Đợi con này nữa sáng tác thêm à. Phải cút. Mẹ. Chạy lên tao. Và vẫn ok. Có vẻ như Harry Potter đích biết sử dụng tiền các bạn ạ. Nên phải nhờ thằng Hagrid này giữ hộ. Và chúng ta sẽ cùng đến với cái man gọi là đi mua đất thần đầu tiên nhá. Ngon. Hình như là cái liệu thần này khá là đặc biệt. Mình không nhớ là từ lông của cái con gì nhỉ? Con phượng hoàng hay là cho của nó hay cái gì, hay xương của nó chả nhớ. Never complete. Khá là lâu rồi mình chưa xem cái dòng phim Harry Potter này. In something. Hai á, ngon. Ok. Tiếp tục đến với câu chuyện của tựa game này nào.
Anh em nhà gì đó quên rồi. Nghe mình nhớ đây có lẽ sẽ là chính là Ron, mẫu thân của Harry Potter. Còn một cô gái nữa cơ, tên là Hermione gì đó, quên rồi. Game tua khá là nhiều. Trường học này tên là gì nhỉ? Sao mình không thể nhớ tên nhỉ? Rồi, bắt đầu đến cái phần chia các nhà nhé. Ba người này sẽ chung một nhà, chắc là vậy rồi. Nhà này tên là gì cũng quên tên luôn. Đây là thằng gì nhỉ? Thằng gì đẹp trai nhỉ? Quên tên luôn. Cap 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 cap. Để mà đòn. Rồi, ông Harry Potter ông đã có đỡ thần rồi. Không biết đã biết sử dụng pháp thuật chưa? Biết rồi. Ron. Nhà hâu á. Và Harry Potter có mấy mới chỉ biết sử dụng phép thuật khoảng trưởng bắn mọi người. Chứ ông ta bạn chứ thằng này vẫn chưa nó ghép được. Ui vãi. Hey, wake up. Man. Gì vậy? Mọi okay, hey bro, help me.
Vậy cứ hóa ra cái kia là cái tủ. Cái gì? Cái tủ chuyên đi ăn quần áo. Ok. Trời, cái con này. Cái này gì nhỉ? Ron Wesley Hemery. Ok. Harry One cái gì đấy. Mai mình sẽ phải học lại cách phát âm của con này nữa. Oh. Mình vẫn chưa đủ mạnh để có thể tác động vào bên kia rồi. Man. Suck. Lại đi vào câu chuyện chính thôi. Để học thêm phép thuật thôi. Chứ đi như vậy mà không có phép thuật để làm cái gì. Buồn quá. Vậy thì chúng ta phải học được tiếng nói của loài rắn thì mới nói chuyện được cái con kia. Nhưng mà có phải chắc là phải sang phần 3. Mình thì có cái khả năng đấy các bạn. Bắn thằng này tiếp. No. Ok. Ron có một cái phép thuật gì đó khá là đặc biệt. À, ui trời ơi. Có thể biến làm con chuột. Ui. Đấy, chó ba đầu. Yêu. Nhầm. Đi xuống này. Con chó ba đầu kia là cái con nó canh giữ cái gì nhỉ? Sao mình quên hết cả câu chuyện thế này? Hỏng, cái này thì hỏng. Nhiệm vụ sẽ là đến lớp để học thêm spell. Ok, vậy thì được. Ngon ngay. Ui, cái gì đây? Mình nè, a curse converts chaos. Ok, vào đây. Môn học đầu tiên nào. Phép thuật đây không chắc là nó không phải phép thuật hắc ám rồi.
có Harry Potter đi. Làm gì đây ta? Ngon. Và chúng ta sẽ sau màn chơi này khỏe, chúng ta sẽ học được phép thuật giống như cái thằng Harry đã lại dùng, nâng mọi thứ lên bằng cái đũa thần. Yeah. Nhanh. Lâu quá. Mỗi vậy cả. Ui dồi. À chúng ta sẽ phải xếp, xếp cầu thang ở trên này. Ok baby. Got it. Sao vậy, đồ đẹp quá. Ui. Rồi. Hóa ra là phải lấy lắp ghép mới được. Đậu phộng nữa chứ. Vậy nữa. À, vậy thì là chúng ta phải đi giải cứu mấy đứa bị mắc kẹt ở trên cao. Hậu quả của thằng Ron nó nào. Vậy cứ. Rồi, còn một người thôi. Hello. À, lắp ghép, bộ giáp. Vãi. Rồi, mình cầm lên giáp vào đi, đừng có lợn. Đầu ở nơi nhé. Cầm đi. Ủa. Nó cầm tay bên kia nhỉ. Rồi. Got it. Ngon. Học được cái phép thuật này, phép thuật này quá tiện luôn. Cone bricks. One more. Nhiều rồi. Ngon. Boy. I got a boy machine. Thôi, ta không muốn dùng cái phép thuật gì nữa đâu. Nhanh. Ok, hoàn thành xong một lớp học. Quá đẳng cấp luôn. Hi, giờ mình sẽ dùng phép thuật rồi. Vãi cờ vẽ bậy. À, đặt cái này vào đúng ngăn của nó. Có được cái trò hay đâu. À, sách xanh nữa. Đó nữa. Vui vậy à. Mẹ thì sư, tưởng cái gì. Nhanh. Hay cưng. À. Chúng ta sẽ phải sắp xếp theo màu của nó. Rồi, cục xanh trước. Mày nè, cưng ở xanh lá cây. Next, green. And yellow. Không làm gì được con này. Tổ sư. Còn ở đây à? Đúng.
Có vẻ như xong chơi trong tựa game này mình sẽ phải xem lại bộ phim Harry Potter rồi. Nhớ vậy. Nó như kỷ niệm. Ngày xưa ở Việt Nam tức là không có điều kiện ra xem phim được các bạn ạ. Phim toàn phải ra được cả năm trời rồi mình mới được xem trên đĩa đấy, mà toàn đĩa lậu thôi, chất lượng thấp lắm. Nhưng mà mình vẫn cố gắng xem đầy đủ các phần đấy. Đến cái phần nào nhỉ? Những cái phần gần cuối. Lúc đấy ở Việt Nam mới có truyền hình cáp thì mới bắt đầu xem được những cái bản chất lượng tốt hơn. Nhưng mà cũng phải đợi đến tận, nói chung là cũng phải đến 1-2 năm sau mới được xem hết, chứ không phải là được xem luôn đâu. Khá là thiệt thòi. Rồi chúng ta thử cố gắng lắp cái bộ giáp vàng này vào xem nó sẽ có cái hiệu ứng gì nhá. Hiểu rồi. Gọi con chuột của thằng Ron à. Cái nhờ. Không thiểu rồi, nổi luôn. Ngon. Book can understand this. Vậy này chúng ta chưa thể hiểu được ngôn ngữ này rồi, thôi đi thôi. Ngày xưa thì có đĩa ấy, nên là mỗi lần xem xong ấy thì mình lại xem lại tiếp cái đĩa đây tiếp. Bộ phim này có thể mình được mình xem lại, xem đi xem lại đến cả chục lần. Nên là nội dung của nó mình nhớ khá là kỹ, trừ tên nhân vật thôi. Phần 1 này thì được nhà sản xuất làm cho màu sắc rất là tươi sáng. Không như những phần sau có cái màu sắc hơi u tối một tí. Nên là nó để lại trong mình kỷ niệm rất là đẹp. Oh shit. Oh man. Biết ngay mà, quả này có thằng khổng lồ. Mình không nhớ rõ là ai sẽ đến cứu nữa, hay là Harry Potter tự diệt thằng này phải. Hình như không ai đến cứu đâu. Ui. Chuột đâu ra đi. Ngon ngay gì đâu. Chúng ta sẽ có thể trong tựa game này sẽ cho chúng ta đi qua rất nhiều màn và mở thêm những phép thuật có thể sử dụng. Hay đó. Nhân vật thì thực ra chỉ cần điều khiển Harry Potter được. Mình cũng chả cần nhiều đâu. Hey. What the fuck gì đây? Ngon. Rồi, chúng ta lại ngáp vào đây. Oh, come on man. Ngay cái gì đâu. Oh shit. Làm sao
Làm sao để mở cái này nhờ? Các bạn đi đây sẽ làm cô đố khá là khó. Vì vậy mình sẽ dành cô đố này ở trong phần tiếp theo của tựa game này nhé. Các bạn hãy cùng suy nghĩ của mình xem cái câu đố này giải như thế nào nhé. Rồi hãy comment ở thế giới cho anh biết để phần sau mình sẽ làm theo cái lời chiến của các bạn nhé. Còn nếu không có thì mình sẽ tự nghĩ cách để giải đố thôi. Ok, hôm nay đến đây thôi nhé các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại. See ya.